Xin kính chào quý vị và các bạn. Từ đêm nay, Trung Bộ sẽ bước vào đợt mưa mới, trong đó Thanh Hóa, Nghệ An sẽ mưa trước tiên, sau đó thì đến chiều tối ngày mai vùng mưa sẽ còn lan rộng xuống cả tới Quảng Ngãi. Mưa đợt này kéo dài đến thứ năm của tuần sau và cảnh báo mưa vừa, mưa to, thậm chí có những nơi còn có mưa rất to. Nguy cơ gây ra sạt lở đất và lũ quét ở khu vực vùng núi và ngập úng ở các khu vực trũng thấp, ven sông. Mặt tích cực của mưa đó là mang lại thời tiết dịu mát cho người dân ở khu vực Thanh Hóa tới Quảng Ngãi. Dự báo nhiệt độ cao nhất ngày mai ở đây sẽ không nơi nào vượt quá 31 độ. Còn từ Quy Nhơn trở vào Phan Thiết thì nắng ráo cả ngày, nhiệt độ là 31 đến 32 độ. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, dự báo là trời sẽ có nắng từ sáng cho tới khoảng 2 giờ chiều ngày mai. Nhờ có lợi thế địa hình cao, nhiệt độ tại các thành phố ở Tây Nguyên sẽ không nơi nào vượt quá mức là 31 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh thì nhiệt độ cao hơn 31 đến 33 độ. Sau 2 giờ chiều thì mây dông sẽ phát triển và gây mưa rải rác cho cả hai khu vực này. Lưu ý cục bộ vẫn sẽ có những nơi có mưa lượng khá, dễ đi kèm với đó là gió giật mạnh và sấm sét. Trở ra khu vực Bắc Bộ, dự báo trong đêm nay và ngày mai sẽ có mưa dông bất chợt. Ở khu vực vùng núi thì cảnh báo sẽ có những nơi có mưa to. Thời tiết chuyển se lạnh với nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội cũng như hầu khắp các nơi khác phổ biến sẽ không vượt quá 28 độ vào ngày mai. Chuyển sang thời tiết biển, huyện đảo Hoàng Sa thời tiết tốt, trời ít mưa, gió khoảng cấp 4 với tầm nhìn xa trên 10 km. Với huyện đảo Trường Sa thì lại có mưa dông rải rác vào ngày mai, cần đề phòng khả năng đi kèm với lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố Trung Bộ trong đêm nay và ngày mai.